Bảo Ngọc xin kính chào quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến, chào các em. Chị em chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện thiếu nhi. Hôm nay chị Bảo Ngọc sẽ đọc cho các em nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện có tên Của là gạch, nghĩa là vàng. Ngày xưa ở làng nọ có một gia đình nghèo khổ. Người con cả trong nhà tên là Đê, phải đi ở đợ cho lão nhà giàu để kiếm miếng ăn. Thấy anh khỏe mạnh, lão nhà giàu giao cho anh chăn cả đàn trâu của nhà lão. Chẳng may một hôm Đê để lạc mất một con trâu to nhất đàn. Anh hoảng hốt tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, sợ bị lão chủ phạt vạ. Anh không dám về nhà, đi lang thang cho đến khi mỏi mệt thì nằm thiếp bên đường. Một lũ quạ đói mồi bay ngang, tưởng anh đã chết nên kéo đến mổ xác. Đê choàng tỉnh quơ tay bắt được một con. Con quạ van xin anh tha mạng và đền ơn anh một viên ngọc ước. Đê thử ước tìm lại con trâu thì quả nhiên con trâu từ xa đang lững thững quay về. Anh vui mừng vô hạn. Từ ngày có viên ngọc quý, Đê trở nên giàu sang sung sướng, xây nhà, tậu ruộng, tìm thầy dạy học cho các em và giúp đỡ cho những người nghèo khó. Bấy giờ, cha mẹ giục anh nên lập gia đình. Anh lấy viên ngọc ra ước có một cô vợ đẹp. Ngay sau đó, một lão nhà giàu ở làng bên cho người mai mối sang ngỏ ý muốn gả con gái cho anh. Thấy cô gái của ông ta xinh đẹp vô cùng, Đê vui lòng đồng ý cưới cô làm vợ ngay. Không ngờ từ ngày về nhà chồng, cô vợ cứ cố dò la xem viên ngọc quý cất ở đâu, nhưng Đê không hề hé răng cho vợ biết. Một hôm cô chuốc rượu cho chồng uống đến say mềm. Trong cơn say, Đê nói lộ ra chỗ giấu viên ngọc ước. Cô vợ tham lam liền trộm lấy viên ngọc rồi lẻn về nhà cha mẹ mình. Khi tỉnh lại, anh chồng mới hay ngọc quý đã mất mà vợ cũng không còn. Anh vội chạy sang nhà cha mẹ vợ tìm thì bị họ xua chó ra đuổi không cho vào. Buồn cho lòng người đổi thay, nhưng chẳng biết làm sao, anh chồng thất thểu quay trở về, vừa đi vừa than vắng thở dài. Bỗng nhiên lúc ấy trước mặt anh xuất hiện một ông lão vóc dáng phương phi, râu tóc bạc phơ, lại gần hỏi han. Anh thật tình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lấy trong người ra một bông hoa trắng và một bông hoa đỏ trao cho anh rồi nói: "Thôi con đừng khóc nữa, hãy đem bông hoa trắng này để ở cửa nhà cha mẹ vợ, sẽ có chuyện lạ xảy ra. Sau đó đợi khi nào họ cần thì đem bông hoa đỏ tới giúp, con sẽ lấy được vợ và viên ngọc ước nữa." Ông dặn dò thêm vài câu rồi phất tay áo vụt biến đi mất dạng. Anh cứ y theo lời cụ già dặn mà làm. Sáng hôm sau, cô vợ bỗng nghe mùi hương thơm ngào ngạt từ một bông hoa lạ ai cài ở cửa. Cô thích quá liền đem bông hoa trắng lung linh kỳ ảo ấy vào nhà ngắm nghía. Cả ngôi nhà lập tức tràn ngập mùi hương thơm, khiến cho ai cũng muốn ngửi. Ai ngửi hương hoa trắng ấy cũng thấy trong người khỏe khoắn hơn. Chỉ riêng vợ chồng lão nhà giàu và cô con gái tham lam vừa ngửi hoa thì bỗng thấy mũi mình ngứa ngáy vô cùng. Họ ra sức gãi, nhưng càng gãi thì mũi họ càng sưng to lên và mọc dài ra.
dài ra mãi, lòng thòng như một chiếc vòi voi, khiến cho cả nhà phải thất kinh hồn vía. Bà mẹ và con gái xấu hổ chạy vào trong buồng trốn biệt, không dám gặp mặt ai. Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc mãi. Lão nhà giàu vội cho người đi mời thầy thuốc đến chữa trị, nhưng trước căn bệnh lạ lùng ấy, các thầy thuốc trong vùng đều lắc đầu bó tay, không ai trị được cả. Đợi cho đến khi bên nhà vợ náo loạn cả lên, Đề mới lững thững tìm tới. Vừa trông thấy những cái mũi dài của họ, anh không nhịn được, ôm bụng mà cười một lúc mới nói: chỉ tại cha tham lam, cùng con gái mình lập mưu trộm viên ngọc quý của con, nên mới ra nông nổi này. Bây giờ nếu chịu trả lại viên ngọc quý, trả vợ lại cho con, thì con sẽ chữa cho cái mũi lành lặn lại như xưa. Bằng không thì giờ chết vậy. Không còn cách nào khác, lão nhà giàu tham lam đành phải đồng ý trả lại viên ngọc ước cho Đề. Bây giờ anh mới lấy bông hoa. Bây giờ anh mới lấy bông hoa màu đỏ ra đưa cho họ ngửi. Thật kỳ diệu, vừa ngửi xong thì cái mũi dài của họ dần dần trở lại hình dáng như xưa. Thế là Đề lại được viên ngọc quý, đưa vợ trở về nhà. Cô vợ vừa xấu hổ vừa hối hận vô cùng. Từ đó cô bỏ tính tham lam, nghe lời chồng chăm chỉ làm ăn. Hai vợ chồng sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Thời gian trôi qua nhanh, khi Đề tuổi đã già thì con quạ năm xưa bỗng tìm đến đòi lại viên ngọc. Cụ Đề trả viên ngọc ước cho quạ, nó ngậm lấy rồi bay đi mất dạng. Từ đó đến nay, mặc dù đã có nhiều người cất công tìm kiếm, nhưng không ai tìm ra con quạ và viên ngọc ước ấy nữa cả. Tham lam là một tính không tốt phải không các em? Vì vậy các em đừng có học theo tính xấu này nha. Và thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Chị Bảo Ngọc hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ tới nha. Bảo Ngọc xin kính chào tạm biệt quý vị. Chị Bảo Ngọc thân mến chào các em. Chúc quý vị và các em một ngày thật tươi vui.